Sam ơi, con làm gì đấy? Con thấy quần áo của mẹ à? Hả? Con ơi! Sam ơi, Sam. Sam ơi, con nghịch của mẹ à con? Ừ? Sam ơi. Sam. Sam ơi. Này, các bạn xem này. Sam này, Sam này. Sam hư thân này. Sam. Sam. Này, chú ý tủ quần áo của mẹ nghịch này. Đấy. Đây leo lên tủ nhá. Đây leo lên này. Đây leo lên này. Nghịch chưa? Đâu đây? Cẩn thận quần áo của mẹ. Sam ơi, Sam. Con nghịch đồ của mẹ à, hả? Ừ? Sam làm gì đấy? Ừ? Nghịch quá. Sam ơi. Con đi ra nhanh. Đi ra nhanh. Này, đuôi dài chưa? Này, giống như con chuột đang găm đô này. Đấy, bắt đầu lại găm tủ đấy. Nghịch lắm. Nghĩa để lôi đô của mẹ ra này. Sao lại lôi đô của mẹ ra này? Này, lôi tất cả đồ mẹ ra nghịch. Này, chui vào ấy chứ. Đấy. Đây là lên Sam ơi. Sam. Sam ơi. Bắt đầu nhá, ngày sáng bắt đầu nghịch quần áo rồi ngày sáng ban trang điểm của mẹ để nghịch mỹ phẩm nhá. Ban sáng rất là nghịch luôn. Đây bắt đầu nghịch cái đô của mẹ này. Cắn. Cho tay vào cốc nước. Đô thì cho lên miệng cắn. Sam ơi! Sam!
Sam ơi, Sam.